ที่แม่งงครับChào tất cả mọi người, tôi tên là ca sĩ của nhóm Double Wish. Hôm nay mình đến đường Nguyễn Trãi này. Tại vì nghe nói là một cửa hàng bánh mì đó. Cửa hàng ABC Bakery. Bánh mì đặc biệt này. Bánh mì Thăng Long. Bánh mì Thăng Long. Là được nói là vua bánh mì này. Vua bánh mì ở Sài Gòn này. Hồ Chí Minh nên mình muốn mua bánh mì này và ăn thử bánh mì đó này. Bắt đầu ở đâu hả? Đây bán bắt đầu là hai tuần trước nè, khi đó là rất đông người, cho nên là có xếp hàng, phải càng xếp hàng. Nhưng hiện nay là càng ngày càng ít hơn. Đây là bánh mì khoai môn mà cho hai trái này và mời lại có bánh mì truyền thống càng ngon. 4 giờ chiều. Bây giờ không có. Kìa mọi người ơi, mưa rồi nè. Cái này là bánh khoai môn. Đúng quá. Đẹp nè, dễ thương nè. Cái này là màu hôn là dễ thương. Nếu có người yêu vừa gặp thì như thế nè. À, ăn thử nhé. Ngon nè. Và hơi ngọt nè. Và cái này nè. Đẹp nè. Nếu có nhiều kem cái này là cái gì? Tức là đào lắm. Vị đây là thăn lòng không đào ngọt. Mình không thấy có mùi thăng long phải không? Không biết đâu. Nhưng mà ngon thật. Mà không có mùi thăng long. Mà không có vị thăng long. Tại sao ABC Bakery bán bánh quầy bằng thăng long? Là hiện nay là có dịch corona nên ít xuất khẩu trái thăng long. Nên người dân ở Việt Nam hỗ trợ nông dân đó, các nông dân đó. Nên ABC Bakery nấu làm bánh mì mới và sử dụng trái thăng long. Đó là hiện nay là nông dân trái thăng long và dưa hào là có nhiều nhưng mà không thể bán nhiều, càng ngày càng rẻ hơn. Xem người Việt Nam hỗ trợ nông dân đó, người Việt Nam hỗ trợ với nhau nên nhiều người Việt Nam mua trái thăng long. Mình nghĩ là điểm đó là rất tốt. Và nên tôi cũng sống ở Việt Nam nên tôi cũng mua
bánh này để ho cho đồng dân chảy thang lông này. Mình không thể vì thang lông. Cái này là thang lông là màu đỏ, màu đỏ, màu hồng, màu đỏ, đỏ. Đỏ. Cái này là có quà chỉ bông mì đào hồng. Cái này cũng có là mười à? Có. Có hả? Mười trái. Nhưng mà em á, em ăn rồi thì không thấy mười thang lông. Và vì thang lông là không có. Không có vị. Em nghĩ như vậy. Không, nó có bơ. Có hả? Nó có chất bơ. Phô mai. Đó. Không có. Nhưng mà không có thang lông à? Cái này có hả? Thang lông hả? Có. Có hả? Chị thấy hả? Chị thầm trái là thầm trái là thì thăng lông hả? Cái hạt thăng lông em. Cái hạt. Thấy hả? Ok. Em hả? Em không thấy hả? Chị thăng lông. Nhưng mà người Việt Nam là thấy được. Trái hả? Trái hả? Thăng lông không có vị. Nó có vị. Không có vị hả? Ồ, không có vị, không có vị. Nhưng mà ngon thật đó. Cái này một cái 15 nghìn. Ngon rồi. Chết. Ngon.